luôn để cho luôn đặt đặt đi ở đây làm gì sắt nó cao chắc rồi được chưa sắt này nó cao nó không đẹp mà rồi. Em đấu vừa lấy con tao này. Hả? Em vừa mới lấy cả. Anh lấy cái tiền thôi. Anh lấy đồng kiếm. Này coi qua này, được cái này. Qua qua. Qua qua hãy. Mất thì kim của nhà lấy chứ ai lấy nhỉ? Cái này lấy đi. Thằng nào mày? Cái này nữa. Cú lên 6 cái, cú lên. 8 cái đấy. 8 cái. Còn đẹp mới đi được, không phải là láo gì đâu. Được lắm. Mày người đồng hoàng rất con gái, rất con mồm, nó đập cho thì cũng ông không được mà chạy. Bả cho vỡ mồm mày nhỉ. Đây nếu cần bả nó chỉ đạp đạp vào giái thôi. Đạp cho vào giái của mày bây giờ phải bắn chim tao tao mới. Nó chạy chứ tao đứng ở đấy tao đạp vào giái nói. Lúc tao đạp mày đó mày dám đánh tao đấy, tao báo công an luôn. Vớ vẩn. Tao phạt mày luôn. Ăn vạ luôn. Mà qua làm chứng cho mình nó đút nó gái vào mồm đâu. Để nó chết. Đâu, quay thằng đấy. Nhìn cái đồ vật. Chức nhìn mẹ nó quái thai. Thì mẹ đi cỗ cái ba nhà cố ông đi. Mẹ nó khóa thằng kia, muốn một cái. Đang phơi giấy mẹ mình. Còn có câu tổ nhà, nó chạy mà sử dụng cho. Tổ về. Muốn con kia là. Bây giờ phải cắt sẵn. Có cả viên rồi, nó cắt đi. Đây có là ba. Bây giờ cắt rồi, lấy viên cắt rồi. Mà tôi cắt được. Nếu tôi cắt rồi, có dưới. Tốt. Cái tưởng ấy tưởng nó vào xuyên dưới 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 chơi dưới tắm á. Đó. 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 Bàn đứng. Cái này thấp cao cái này cao bằng kia con này nó
Mà này cũng được nó mới ngại chứ mình. Bốn lông không. Bước qua. Nè, lên đọc. Đứng lên đi, nó phải cắt nó vào một tí. Đây. Một tí nữa. Cho tắt nó. Cho thêm cái nữa. Cái của mẹ sáng ăn gì chưa? Anh ăn bánh bao rồi. Bánh bao lúm. Lùa đi, cậu lùa chín cái. Cho tạm đến mấy cái. Chín cái. Anh ăn bánh bao. Không, nhìn hết một đoạn đến nỗi đi xem có vào không. Ừ.
21 cân 20 giây. Nó bảo hơi nửa phân à. Băng nhau nhau cho nó vào lỗ. Này xương luôn này. Cáo đồ đầu đi. Giờ vào lỗ nữa. Cái này bao nhiêu? Từ từ anh không. Chỗ này từ từ anh tắt. Nó đắp dây. Tắt bên trong cái chỗ buồng đằng sau. Thank you.
Đẹp lắm. Thank you.